Kính chào quý vị khán giả. SEA Games 32 đã khép lại với cú nước rút mạnh mẽ của đoàn thể thao Việt Nam để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp chung cuộc với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 118 huy chương đồng. Thành tích này là nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn vì mục tiêu ban đầu của chúng ta đặt ra là giành từ 89 đến 120 huy chương vàng để qua đó lọt vào top 3 toàn đoàn. Tham gia cuộc trò chuyện với Việt Nam Plus ngày hôm nay có ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên vụ trưởng vụ thể thao thành tích cao, người cũng nhiều lần làm trưởng đoàn thể thao Việt Nam, và nhà báo Minh Chiến. Đầu tiên với nhà báo Minh Chiến, người mới trở về từ Campuchia, anh cảm nhận như thế nào về ngày hội thể thao trên đất nước Chùa Tháp? Vâng, xin chào anh và xin chào ông Hồng Minh cùng khán giả tại theo dõi của Vietnam Plus. Thì chúng tôi may mắn là những phóng viên được tham gia tác nghiệp ở SEA Games 32 lần này tại Campuchia. Thì cảm nhận của chúng tôi ở kỳ SEA Games này khi tổ chức tại nước bạn là nước chủ nhà tổ chức rất chu đáo. Bởi vì sự chu đáo là ngay từ khi tất cả các đoàn đến sân bay đã có được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên của ban tổ chức. Cũng như khi vào đến SEA Games thì chúng tôi đi tất cả các địa điểm thi đấu thì cơ sở vật chất của bạn là rất mới, như là về an ninh, về các trang thiết bị phục vụ cho thi đấu là rất đảm bảo. Thế nên là cái điều mà chúng tôi ghi nhận nhất là khán giả Campuchia và người hâm mộ của các đoàn thể thao khác đều ngồi chật cứng ở các nhà thi đấu mỗi khi có môn diễn ra. Thế nên là một cái tinh thần sôi nổi và thi đấu của toàn đại hội lần thứ 32 này tại Campuchia là rất hồ hởi. Và chúng tôi chắc là mỗi một kỳ SEA Games có một kỷ niệm riêng, nhưng chúng tôi thấy ở cái kỳ SEA Games này là ban tổ chức lo chu đáo cho các công tác hậu cần, từ phóng viên tác nghiệp cho đến các đoàn thể thao là rất chu đáo, từ không tính về chi phí ăn ở các thứ, cũng như hỗ trợ rất nhiều trong việc đi lại từ các địa điểm này đến địa điểm khác cho các đoàn phóng viên của các quốc gia. Và chúng tôi đã thấy một sự hạnh phúc là khi được các tình nguyện viên của Campuchia luôn hỏi han, động viên các anh em phóng viên rất kịp thời. Thế nên là chúng tôi thấy đây là một kỳ SEA Games rất thành công cho ban tổ chức cũng như là cho các đoàn thể thao đã tham dự. Vâng, với Campuchia có lẽ là một cái sự kiện, một cái kỳ thể thao vô cùng đặc biệt, vì lâu lắm rồi họ mới tổ chức một cái sự kiện lớn đến như vậy. Thưa chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, đoàn thể thao Việt Nam lần đầu tiên đứng ở vị trí số 1 tại một kỳ SEA Games diễn ra ở nước ngoài. Nhưng điền kinh và bơi lội thì mất vị trí số 1 về tay Thái Lan sau hai kỳ SEA Games liên tiếp chiếm lĩnh. Vậy ông nhìn nhận kết quả này như thế nào? Thưa anh, thưa nhà báo Minh Chiến và các bạn độc giả của Vietnam Plus. Trước hết, cho phép tôi là chúc mừng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam và cái sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên và ban quản lý đoàn, các lãnh đạo đoàn ở bên ấy là hết sức cố gắng, và cái thắng lợi đó truyền lại cái cảm hứng cho những người yêu mến thể thao Việt Nam. Chắc chắn là qua kỳ SEA Games này thì chúng ta khẳng định một lần nữa cái vị thế của thể thao Việt Nam trên cái đấu trường khu vực. Nói như thế là tôi muốn nói rằng vị trí thứ nhất khi tổ chức lần đầu tiên mà tham gia ở thi đấu ở nước ngoài, chúng ta có một lần thứ hai ở Korat, vâng, ở Thái Lan. Còn phần lớn tức là chúng ta nằm trong top 3. Điều đó nói lên một cái sự phát triển ổn định của thể thao thành tích cao Việt Nam. Tôi nói như vậy để có thể lược qua lịch sử một chút, là năm 89 Kuala Lumpur chúng ta tham dự trở lại với SEA Games thì chúng ta có 40 vận động viên và giành được 3 huy chương vàng. Từ đấy cho đến năm 1997 thì chúng ta thường là xếp ở top cuối 7 trên 9 nước, rồi 7 trên 10 nước, rồi 6 trên 9 nước. Tức là xếp có một thời kỳ dài xếp ở top cuối. Bởi vì cái số lượng huy chương nó cách xa với những
nước đã có sự phát triển ổn định như là Thái Lan, Indonesia và Malaysia, sau đó là Philippines. Đến SEA Games Jakarta 1997 thì chúng ta mới phấn đấu lên vị trí thứ 5 với 35 huy chương vàng. Từ đấy thì các nhà quản lý thể thao Việt Nam suy nghĩ rằng là nếu tổ chức SEA Games ở Việt Nam, chúng ta phải phấn đấu ở 1, 2, 3 vị trí đầu. Và hồi dự kiến là tổ chức SEA Games ở Việt Nam là ngoài năm 2000. Và chính phủ phê duyệt một cái chương trình thể thao quốc gia để mà đào tạo lực lượng vận động viên trong vòng 6-7 năm ấy cho SEA Games và tổ chức 2003. Sau khi mà chúng ta tham dự cái SEA Games 2001 ở Kuala Lumpur. Cái cuộc đấu tranh ở giai đoạn đầu để tìm kiếm từng một huy chương một làm sự khắc khoải mong chờ của cả đoàn thể thao Việt Nam. Và lúc nào cũng thấy mình tụt hậu, cách xa khoảng cách với các nước khác. Họ thì 7, 80, 90 rồi 100, rồi thậm chí 197 như của Indonesia có khi mà họ làm chủ nhà. Ở SEA Games 2003, chúng ta xếp vị trí thứ nhất. Và chiến lược của thể thao Việt Nam lúc bây giờ là xác định là trong cái chiến lược phát triển từ 2010 đến năm 2020 thì thể thao Việt Nam phải luôn luôn giữ vững cái vị trí trong top 3. Trong chiến lược ghi rõ là như vậy. Và điều đó đã được thực hiện ở trong tất cả các cái kỳ SEA Games vừa qua. Và chúng ta có 3 lần thứ nhất, 2 lần tổ chức ở trong nước và 1 lần tham gia nước ngoài, tức là lần vừa rồi. Tôi lược qua các cái quá trình như thế để thấy rằng thể thao thành tích cao của Việt Nam đã có tiến bộ, có sự phát triển và ổn định. Bởi vì chỉ có sự ổn định thì mới luôn luôn đứng ở 3 vị trí đầu. Và có điều kiện thuận lợi thì lên vị trí thứ nhất. Thế thì cái việc lần này chúng ta giành vị trí thứ nhất trong một cuộc thi đấu tổ chức ở nước bạn, thì đánh giá cái sự phát triển ấy là chúng ta thuộc vào loại mạnh hàng đầu trên cái đấu trường của SEA Games. Tôi xin nhấn mạnh đây là đấu trường SEA Games. Chúng ta sẽ phân tích cái đấu trường SEA Games này trình độ đến đâu và chúng ta tiến bộ ở chỗ nào. Thế thì trong cái sự thắng lợi như thế và trong cái chiến lược phát triển trước đây xác định, thì ngoài cái việc xếp hạng như thế thì chúng ta phải phấn đấu để nâng cao cái vị trí của các môn thể thao trong chương trình Olympic. Và tôi nói thêm một chút, chương trình Olympic là có khoảng 30 môn thể thao. Thường là nó ổn định như vậy. Nó không thay đổi như ở khu vực Đông Nam Á. Và trong 30 môn thể thao ấy, chúng ta chỉ có thể khả năng tham gia vào khoảng từ 17 đến 20 môn thôi. Còn rất nhiều môn thì ở đất nước chúng ta chưa phát triển. Tôi lấy ví dụ như đua ngựa chẳng hạn. Đua ngựa nghệ thuật, rồi một số các cái môn thể thao khác. Nói đến thể thao chương trình Olympic thì người ta hay nói đến điền kinh, bơi, thể dục. Rồi bên cạnh đó chúng ta biết rất nhiều môn khác, đó là bắn súng, đó là cử tạ, đó là đua thuyền, đó là bắn cung, rồi các môn bóng, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, bóng tennis, cầu lông. Và bên cạnh đó là một số những môn thể thao, môn võ mà được đưa vào chương trình Olympic. Cụ thể là judo là có trước tiên, sau đó đến taekwondo và mới đến Tokyo thì có karate đấu. Nói như thế để thấy là những môn tôi vừa mới trình bày chúng ta đã cố gắng tập trung phát triển. Và nếu như trước đây chúng ta chỉ có một huy chương bạc bơi ở 2001 Kuala Lumpur, anh Chiến nhớ, của Trần Xuân Hiền, thì tất cả những người làm môn bơi đã khóc. Rồi đến 2005 ở Philippines mới có một vàng của Nguyễn Hữu Việt. Nhưng ở Singapore 2015 chúng ta đã có tới 10 huy chương của bơi. Hoặc là điền kinh, trước đây chúng ta chỉ có 1.000 Vũ Quý Hường được cái huy chương bạc. Rồi đến 1999 có Phạm Đình Khánh Đoan chạy trung bình được cái huy chương vàng, hồi thấy nó sung sướng. Nhưng thấy nó quá xa vời, bởi vì người ta thì 15-17 chiếc, mình có 1 chiếc. Nhưng sau thời kỳ của 2015 ở Singapore thì điền kinh của chúng ta vượt qua Thái Lan và trong 3 kỳ SEA Games tiếp theo là đều dẫn đầu cả. Nói như thế, và bơi đến thời kỳ có đóng góp của anh Viên và các cái danh thủ khác thì chúng ta đã có một cái vị trí xứng đáng Đông Nam Á. Thể dục dụng cụ
Trước kia chỉ có một huy chương vàng năm 1997 của Nguyễn Thị Nga ở Jakarta. Đã là sung sướng lắm. Và nhiều người không tin rằng thể dục dụng cụ có thể làm việc ấy. Nhưng rồi thể dục dụng cụ vẫn có thể có 11 trên 14 huy chương vàng trong một cái kỳ đại hội. Và bây giờ chỉ có đội tuyển nam không, họ vẫn giành được 4 huy chương vàng. Và trong đó có những tiến bộ trong những cái môn thể thao trong chương trình Olympic của chúng ta. Mặc dù trong điều kiện ở bên tổ chức vừa rồi có những điều chưa xảy ra trong tiền lệ. Mà những điều chưa xảy ra trong tiền lệ ấy nó cản trở cái việc thi đấu và giành được nhiều huy chương hơn giàu hơn. Thí dụ họ bỏ bắn súng, thí dụ họ bỏ bắn cung, họ bỏ đua thuyền. Tức là Việt Nam mới được nhiều. Ví dụ các môn võ chỉ đạt cái 70%. Đây là một cái ngăn cản. Ví dụ đưa ra những điều vô lý không hề có như là cầu lông đồng đội mà anh lại không được thi, một số nước không được thi. Chỉ thi. Tức là chúng ta chưa bung được hết sức mạnh của mình. Rồi sắp xếp thay đổi chương trình. Nhưng mà đoàn thể thao Việt Nam vẫn hoàn thành được với cái số lượng như thế thì tôi cho là số lượng huy chương thì đấy là một cái thành tích rất lớn mà rất đáng trân trọng. Những thay đổi và chúng ta nhớ đấu trường này là một sự đua tranh quyết liệt. Và đặc biệt là người Thái rất tôn trọng các môn thể thao Olympic. Và cái chiến lược sắp xếp cho thể thao Olympic của người Thái là rất rõ ràng. Rõ ràng hơn nhiều nước khác. Các nhà quản lý thể thao nước khác của Đông Á đôi khi còn hay cảm hứng. Ví dụ Malaysia người ta rất thích bóng rổ. Là người ta cứ tập trung vào bóng rổ. Hoặc Indonesia người ta rất thích cầu lông và cử tạ. Nhưng người Thái tính toán đất nước mình có thể làm được điều gì thì họ có chiến lược. Ví dụ họ thấy rằng họ đã có vô địch Olympic về boxing, vô địch Olympic về cử tạ. Họ muốn vô địch Olympic về taekwondo thì suốt từ những năm 90 của thế kỷ trước họ đã phấn đấu bằng nhiều con đường và cuối cùng họ đã có huy chương vàng Olympic ở về taekwondo. Đấy là những cái điều chúng ta muốn nói. Trong cuộc đua tranh ấy thì chúng ta cũng đã có tiến bộ và nỗ lực ở những môn thể thao Olympic mà tôi vừa nói những môn ấy, nhưng còn môn đua thuyền nữa. Môn đua thuyền của chúng ta bây giờ cũng có những nội dung thuyền có trình độ châu Á, hay như môn đấu kiếm của chúng ta cũng có những nội dung trình độ châu Á. Tôi nói trình độ châu Á, tôi chưa nói đến huy chương vàng châu Á. Thế thì cái bức tranh tổng thể vừa rồi tức là sự thắng lợi của đoàn thể thao Việt Nam trên cái bình diện như thế, và tôi có thể tổng kết thêm, không biết anh Chiến có tổng kết không. Một số chuyên gia cũng có tổng kết với tôi. Khoảng 75% của các môn trong chương trình Olympic trên tổng số huy chương thì vào khoảng độ 52%. Các môn mà người ta lần đầu tiên tổ chức mà mình cũng thích ứng để hòa nhập vào thì cũng được 23%. Các cái môn mà Campuchia người ta mới đưa vào. Nó cứ tương tự như vậy, mấy cái môn võ mang tên khác rồi nó lai lai lẫn nhau. Nhưng mà chúng ta phải xem các ý kiến của các nước khác là người Thái người ta không đồng ý đưa những môn đó vào. Và tôi nói luôn người Thái thậm chí cũng không đồng ý đưa vô vi nam vào. Nhất là cái số lượng huy chương lên tới 30 bộ bởi vì nó mất cân xứng của cái cuộc đấu. Đấy, thì những môn thể thao không có trong Olympic nhưng có truyền thống ở châu Á như Ushu hoặc là Pencak-silat, cầu mây, chúng ta vẫn gìn giữ được cái sự ổn định. Tuy rằng mỗi một đại hội có thể cái số lượng nó thay đổi. Thế thì nhiều người lo lắng như cái ý anh vừa hỏi là điền kinh bơi thì không phải ở vị trí thứ nhất. Thực ra tôi đã phát biểu nhiều lần với các anh em báo chí truyền thông, đây có nhà báo Minh Chiến, tôi nói nhiều lần là tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải duy trì cái mức độ thứ nhất hay thứ ba gì về tổng thể cả. Mà chúng ta cố gắng phấn đấu đứng đầu những môn trong chương trình của Olympic. Vì những môn ấy nó sẽ trực tiếp chuẩn bị cho ASEAN. Và xa hơn nữa nó chuẩn bị một số nội dung cho thi đấu Olympic. Bởi còn tất cả những môn khác không đưa vào ASEAN Olympic thì anh thi ở đấy cũng chỉ là ở khu vực này mà thôi. Mà nếu anh căng sức ra để làm rất nhiều thứ thì anh sẽ phân tán của lực lượng. Đấy, tổng thể lại ý kiến của anh là gì? Thể thao Olympic của chúng ta đang tiến bộ và ổn định các môn Olympic. Và thể thao của chúng ta nói chung là bây giờ là vào loại đứng đầu của Đông Nam Á, tức là đứng đầu của SEA Games.
Đó là điều chúng ta thấy là một sự nỗ lực trong 30 năm qua của những người làm thể thao. Thưa ông Hồng Minh và nhà báo Minh Chiến, với một người nhà báo Minh Chiến cũng vừa có mặt ở Campuchia, anh đánh giá như thế nào về điểm rơi phong độ của các vận động viên, đặc biệt là các môn điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ? Vì ASEAN sắp tới cũng cận kề rồi, vào tháng 9, thì anh nhìn nhận như thế nào về phong độ của những vận động viên ở các bộ môn đó? Chúng tôi được xem thi đấu thực tế của các vận động viên, các đội tuyển. Thì sau đấy thì Đoàn Thể thao Việt Nam cũng có một buổi là làm việc với cơ quan truyền thông báo chí, thì trưởng đoàn là anh Đặng Hà Việt cũng đã phân tích rất rõ ràng rằng là những cái thành tích của điền kinh, bơi là dựa trên thực tế thi đấu. Tuy nhiên các ban huấn luyện có những sự chuẩn bị riêng về chuyên môn để hướng đến ASEAN, và từ đó sẽ chọn cái điểm rơi tốt nhất dành cho ASEAN. Còn chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế là ngoài thi đấu về chuyên môn còn một số ảnh hưởng về thời tiết, về con người. Bởi vì tính riêng đội tuyển điền kinh thôi, chúng ta là một trong những số ít đội tuyển quốc gia mà thi đấu là hoàn toàn không có vận động viên nhập tịch. Trong khi một số quốc gia khác, ví dụ như Thái Lan hay là Philippines hay là chủ nhà Campuchia, có một số nội dung là họ có vận động viên nhập tịch. Và chúng ta nhìn tổng thể là ở môn điền kinh chúng ta giành được 12 huy chương vàng và 20 huy chương bạc, thì cái con số rất nhiều. Thì mọi người mới nói đùa nhau là năm nay là cơn mưa bạc. Nhưng về nếu mà nhìn vào thực tế thi đấu thì một số nội dung chúng ta thấy rằng là vận động viên có thể chuyển hóa từ bạc sang vàng được. Nhưng mà nó có nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, cũng như là cần thêm sự nỗ lực của vận động viên. Thì tôi nghĩ là ban huấn luyện cùng các người làm chuyên môn họ sẽ tính toán cụ thể để tới đây tiếp tục hướng đến cái ASEAN mà như lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao có phân tích là từ thành tích của SEA Games để chuyển đổi lên một tấm huy chương ở ASEAN là không đơn giản và sẽ phải có những chuẩn bị rất kỹ càng. Và đây là có chuyên gia Nguyễn Hồng Minh là người đã nhiều năm làm việc và rất hiểu rõ cái điều này. Với những bộ môn, với những vận động viên có thể tiệm cận được thành tích của Olympic, thì sau kỳ SEA Games này chuyên gia Nguyễn Hồng Minh có nhìn nhận như thế nào ạ? Ở cái phần đầu tôi có trình bày rằng là chúng ta phát triển và ổn định ở trên đấu trường khu vực, tức là trong SEA Games. Nhưng tôi xin nhấn mạnh một lần nữa là thành tích đấu trường khu vực là khu vực trũng nhất, thấp nhất của châu lục và của thế giới. Cộng với cái cách thức tổ chức của các nước chủ nhà là hay thay đổi các chương trình thi đấu trong một cái khoảng thời gian rất dài, mà tôi cho như thế nó vào khoảng trên 20 năm, thì nó làm yếu tố làm chậm cái sự phát triển của thành tích thể thao ở cái khu vực này. Và nếu là tổng kết cái thành tích thể thao khu vực này thì chúng ta thấy thể thao Thái Lan vẫn là đứng đầu. Và mỗi một kỳ Olympic hay đối với ASEAN họ thường có từ 7 cho đến 12, 14 huy chương vàng. Và đối với Olympic họ có thể có từ 2 đến 4 huy chương vàng. Bên cạnh đó Indonesia hay Philippines hay là Thái Lan hoặc Singapore đều có huy chương vàng Olympic và có huy chương bạc, huy chương đồng. Ví dụ cái kỳ Olympic Tokyo này tôi nghĩ Philippines là thành công, họ có cả vàng, cả bạc, cả đồng. Nhưng tổng cái thành tích của khu vực Đông Nam Á là cái số huy chương vàng rất ít. Thấp nhất. Vâng, đó là thực trạng. Thế thì chúng ta phải tìm thấy là một cái thời kỳ rất dài, 30 năm. Mà tại sao lại thành tích nó lại chậm phát triển? Thì tôi nghĩ rằng các nhà quản lý thể thao cần phải nghiên cứu kỹ. Nhưng trong ấy tôi tổng kết rằng cái việc thay đổi chương trình thi đấu, cái việc không tiêu chuẩn hóa các cái môn thể thao và cái cách đánh giá trong khu vực nó cản trở. Bởi vì là cái vận động viên thể thao được chuẩn bị một cách hệ thống nhiều năm, họ phải dựa vào một cái lịch, thứ nhất là lịch thi đấu ổn định, thứ hai nữa là chương trình thi đấu ổn định, tức là số môn, số nội dung. Mà tôi nói ngay cả lịch thi đấu nhé, không thể nào một cái kỳ này thì vào tháng 5 mà là kỳ sau tháng 11.
Đã tháng 11 là chỉ có xung quanh tháng 11. Để nó tạo ra được một cái việc như các anh thường nói là huấn luyện để cho nó vào điểm rơi phong độ. Điểm rơi phong độ lý luận của huấn luyện thể thao gọi là trạng thái thể thao. Trạng thái sung sức thể thao. Đó là người ta tổ chức tập luyện nhiều năm để đúng cái thời điểm được ấn định ấy. Thì tất cả cái trạng thái cơ thể vận động viên nó phải sung sức nhất để nó giành thành tích cao nhất. Nhưng anh thay đổi thời gian. Ngày năm nay anh tháng 5, ngày hôm nay sang tháng 9 rồi. Năm sau anh lại tháng 12. Thì đó là một cái việc rất rất tránh trong quá trình tổ chức tập luyện. Thế thì tôi phân tích như thế để thể thao đông nam á còn thấp. Và cái cách tổ chức như vậy thì những người nhất nhì ba ấy, thì những tiêu chuẩn đánh giá như vậy là nó không lột tả hết một cách trung thực cái lực thể thao, cái sức mạnh thể thao của từng toàn đoàn. Tức là nó đánh giá không đúng cái khả năng và cái thành tích của từng đoàn. Và vì vậy tức là nhất nhì ba tư xếp hạng ấy nó chỉ là một cái khái niệm sắp xếp ở cái đại hội ấy thôi, ở cái kỳ SEA Games ấy thôi. Nó không có ý nghĩa phản ánh được hết cái sức mạnh. Bởi vì là ví dụ như nước chủ nhà Campuchia năm trước họ chỉ có 90 chiếc thôi nhỉ, phải anh Chiến. Bây giờ họ lên 80. Lịch sử đã như thế, 13 chiếc trước khi Myanmar tổ chức năm 2013 thì cũng lên tới 70-80, mà trước đó người ta chỉ có 13 chiếc. Thế cái nó là cái gì ạ? Cái nó đánh giá không thực tế, và vì vậy chúng ta không quá nặng về cái việc mà cái vị trí này. Nhưng nhà báo Minh Chiến cũng rất nhiều nhà báo đã phân tích rồi là những vận động viên thi đấu thì thành tích của họ như thế nào? Họ xếp ở mức châu lục là ở vị trí nào? Tôi lấy thí dụ bây giờ tất cả các thành tích của bơi chưa tiếp cận được huy chương đồng của ASEAN. Tất cả các thành tích của Điền Kinh không xếp được vào top 5, top 6 của mọi người. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta đã có những vận động viên vô địch Olympic này, huy chương bạc Olympic này và huy chương vàng ASEAN. Thì những cái môn nào thì anh Chiến đều biết rồi. Điền Kinh chúng ta cũng có những người đứng nhất nhì châu Á, thí dụ như chạy ngắn thứ nhì của Vũ Thị Hương hay của Trương Thành Hằng về chạy cự ly trung bình vào loại tiếp cận. Thế thì bây giờ chúng ta xem những vận động viên của chúng ta ai có thể tiếp cận, thì có thể thấy là hầu như không có ai tiếp cận. Đấy, hầu như không có thành tích nào tiếp cận. Và do đó cái việc tranh giành huy chương ở ASEAN sắp tới là một thách thức rất lớn. Bởi vì tôi muốn nói là cái khoảng cách từ đây đến ASEAN nó là rất ngắn. Đấy, đây là vấn đề định hướng chiến lược phát triển. Và tôi đã đề xuất rất nhiều năm là không nên lệ thuộc vào đấu trường SEA Games, mà phải tập trung tìm kiếm những trẻ em có tài năng, những vận động viên có tài năng để đua tranh ngày càng nhiều trên đấu trường ASEAN. Và nhân đây tôi cũng thưa anh Chiến với anh rằng là 2 năm trước đây Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chỉ đạo Tổng cục Thể thao xây dựng chiến lược mới, chiến lược phát triển thể thao mới cho giai đoạn đến năm 2030 và đến 2045. Thì trong ấy có thay đổi là gì? Không còn nhắc đến cái việc là cứ phải vị trí ba mà nói lên đấu trường chính để phấn đấu, đó là vấn trường ASEAN. Thì đấy là một điều tôi nghĩ đáng mừng, nhưng chiến lược này chưa được phê duyệt, chiến lược này chính phủ chưa phê duyệt. Tôi hy vọng rằng trong những năm, những tháng tới chính phủ phê duyệt. Quay trở lại cái ý anh hỏi, thế thì chúng ta có khả năng tranh đấu ở ASEAN là đâu? Cử tạ. Vâng. Bắn súng mặc dù không thi lần này vẫn có. Bắn cung vẫn có, đua thuyền vẫn có. Các môn võ thuật như taekwondo vẫn có. Karate do vừa rồi hoàn thành rất là xuất sắc và có những vận động viên. Karate do có những vận động viên vô địch ASEAN và vô địch thế giới. Và chị Hoàng Ngân là vô địch thế giới. Vô địch ASEAN từ Nguyệt Ánh cho đến Lê Bích Phương và trở về trước là Vũ Kim Anh, Nguyễn Trọng Bảo Ngọc. Và taekwondo có từ thời Trần Quang Hạ, Nguyễn Đăng Khánh,
rồi sau này có Nguyễn Văn Hùng, họ đều đạt tới cái trình độ châu Á cả. Hai môn võ đấy thì vâng, vẫn là sở trường của chúng ta. Vâng, đấy, thế thì Điền Kinh, tôi vừa nhắc đến Vũ Thị Hương và Trương Tinh Hằng, lúc bây giờ là đạt đến cái trình độ tiếp cận huy chương vàng của châu lục rồi. Hay có những người vô địch châu lục như Bùi Thị Nhung nhảy cao 1m94 trước đây chẳng hạn. Thế thì những cái môn thể thao đấy của chúng ta, thể dục dụng cụ, huy chương đồng vô địch thế giới ở Tokyo, Nhật Bản, vô địch thế giới nhá. Rồi các cháu thế hệ bây giờ là có huy chương của cúp thế giới và vô địch châu Á, bọn Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng, rồi trước đó có Phạm Phước Hưng là đều đã có những thành tích như thế. Thì tôi cho những môn thể thao tôi vừa trình bày là có khả năng tiếp cận châu Á và một số nội dung có thể vọc lượt qua vòng loại để vào Olympic, nhưng giành huy chương của nó thì lại là vấn đề khác. À, anh tiếp cận thì vẫn có, nhưng giành huy chương, đặc biệt là giành huy chương vàng, lại là một vấn đề, một thử thách rất lớn mà qua SEA Games này không phản ánh được. Không biết anh Chiến có đồng ý với tôi không? Nhìn tất cả thành tích thi đấu ở SEA Games này và đồng thời cả của các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, vâng, chưa đạt được. Thực ra anh Chiến ở bên có tổng kết, tôi không tìm thấy họ phá kỷ lục châu Á nào cả, và đặc biệt Olympic thì không nói, nhưng phá kỷ lục châu Á là không có. Anh ạ, cả một cái đại hội lớn như thế mà không phá một cái không kỷ lục phá nổi. Chúng ta có chúng ta được 14 kỷ lục SEA Games thôi, đúng không? Vâng ạ. Thế thì cái kỷ lục này nó rất là xa em ạ. Tức là tôi vừa nhắc lại nhé, kỷ lục SEA Games của em Chí, Cử Tạ và em Toàn, đúng nhỉ? Đúng ạ, hai vận động viên. Hai vận động viên anh ạ, chưa lọt được vào top 5 của châu Á. Để chúng ta thấy là đấy là một thách thức lớn, là một mối lo ngại lớn, và đấy buộc lòng các nhà quản lý cần phải quan tâm để thay đổi cái hướng chiến lược đầu tư cho thể thao Việt Nam nó phát triển. Tôi xin trình bày với anh Chiến và các bạn yêu mến thể thao đến như vậy. Thưa ông Hồng Minh và nhà báo Minh Chiến, cứ sau mỗi kỳ đại hội thể thao thì chúng ta lại đặt ra một cái câu hỏi về đãi ngộ vận động viên thành tích cao như thế nào. Liệu hiện nay chúng ta, chế độ hiện nay đã tương xứng chưa? Và liệu nó có hợp lý để phục vụ cho một cái chiến lược phát triển trong dài hạn? Thì với vấn đề này, chuyên gia Hồng Minh có ý kiến gì? Anh Chiến có suy nghĩ? Trước tiên thì đi đến vấn đề này thì tôi chỉ xin chia sẻ một chút là thực tế thi đấu ở SEA Games, chúng ta ghi nhận một điều là tất cả các vận động viên ra thi đấu với một tinh thần rất cao, một sự quyết tâm và ý chí quyết thắng rất lớn. Thế nên là đấy là một trong những cái cảm xúc mà các vận động viên mang lại cho người hâm mộ cũng như những người làm việc trực tiếp và đoàn thể thao Việt Nam rất là tin tưởng về thành tích. Thì chúng tôi hiểu rằng là mỗi một vận động viên đóng góp thành tích vào cho đoàn thể thao Việt Nam là cũng phát triển từ cơ sở, từ đơn vị chủ quản của họ. Và từng người đã có người có hợp đồng làm việc, có người có theo các chế độ khác nhau. Thế nên là trước tiên họ đã là tuyển thủ quốc gia thì họ cũng được hưởng các chế độ theo đúng quy định của nhà nước. Còn như với chuyên gia Hồng Minh, đây là người hiểu trực tiếp rõ nhiều nhất qua nhiều năm về cái chế độ của vận động viên, huấn luyện viên thể thao, cũng như là sau đấy là các vận động viên, huấn luyện viên thể thao được các phần thưởng từ thành tích thi đấu, thì là ông Nguyễn Hồng Minh là người hiểu rõ nhất về vấn đề này. Xung quanh vấn đề này, cái suy nghĩ của tôi nói thật với các anh là nó có những cái mâu thuẫn mà chính tôi nhiều khi muốn lột tả cái mâu thuẫn cũng thấy là mình không tìm được. Khó. Vì cái điều kiện cái thể thao đất nước của chúng ta đó là thể thao bao cấp. Rất nhiều năm tháng thể thao chúng ta là thể thao bao cấp. Nó khác các nước có nền thể thao phát triển là nó xã hội hóa. Thế thì Đảng và Chính phủ cũng đã chủ trương xã hội hóa thể thao từ rất lâu. Mà tôi nhớ, nếu như không nhầm thì có một cái nghị quyết của Chính phủ, gọi là nghị định của Chính phủ số 05 ra đời từ năm 1995. Trong đó Chính phủ yêu cầu xã hội hóa các ngành giáo dục, y tế và thể dục thể thao. Nhưng cái tiến trình xã hội hóa nó rất chậm. Và tất cả vận động viên của chúng ta đều phụ thuộc vào ngân sách của chính phủ.
chính phủ ở đây bao gồm chính phủ trung ương và địa phương và chính phủ ở các địa phương, tức là các ủy ban nhân dân. Và như thế thì sau nhiều năm qua tôi thấy là tất cả các nơi đều không đáp ứng được việc để phát triển thể thao thành tích cao cho vận động viên ở địa phương cũng như là trung ương. Mặc dù quá trình đó là chính phủ rất cố gắng, rất quan tâm. Bây giờ thì một cuộc thi chứng kiến như thế, nếu phá kỷ lục các em được 25 triệu phải không ạ? Phá kỷ lục là được 20 triệu đồng. 20 triệu và giải thưởng một huy chương vàng là 45 triệu. 45 triệu. Huy chương bạc là 25 triệu đồng, huy chương đồng là 20. SEA Games đấy, đấy là phạm vi SEA Games đấy. Vâng. Thế thì tôi mới nói là thế này, là bây giờ tuyển thủ quốc gia là chế độ cũng được nâng cao trong mấy năm vừa rồi là đều nâng lên nhiều lần. Nhưng trong điều kiện của chúng ta, cái việc nâng lên ấy, thì tôi đã tính toán nó vẫn không đảm bảo cho cái việc tập trung nâng cao thành tích ở một mức độ cho các vận động. Và tôi đọc các bản tổng kết của ngành thể thao khi báo cáo với Bộ Văn hóa Thể thao thì cái trang cuối cùng có một cái trang gọi là đề xuất và kiến nghị. Thì năm nào ngành thể thao cũng đề xuất là đề xuất với chính phủ và với Bộ Văn hóa là tăng thêm ngân sách cho thể thao. Tôi có theo dõi các bản tổng kết trong nhiều năm thì năm nào có mục đề xuất và kiến nghị đều như thế cả. Điều ấy thấy rằng là cái nhu cầu của nó đã không đáp ứng. Nhưng một mặt khác chúng ta lại không đẩy mạnh xã hội hóa. Không đẩy mạnh xã hội hóa thì không huy động được nguồn lực của xã hội. Bây giờ chúng ta có một số môn thể thao xã hội hóa mà đi tham dự, đúng không ạ? Ví dụ môn golf chẳng hạn. Môn thể thao điện tử ạ. Thể thao điện tử này. Rồi là bây giờ mới phát triển một môn võ độc lập, toàn bộ MMA, võ thuật tổng hợp của Việt Nam. Tức là tất cả những người làm cái môn ấy, người ta hoàn toàn sử dụng cái tài chính huy động từ xã hội chứ không phụ thuộc vào tài chính của chính phủ. Tôi có cảm giác như nó dường như là những môn thể thao phải gắn liền với các thương hiệu mạnh, những cái môn mà dễ phải thương mại. Nói chung các hiệp hội liên đoàn thể thao người ta phải đủ lực, người ta tổ chức và người ta tập hợp nguồn lực những người yêu mến các môn thể thao ấy. Chứ nếu chỉ dựa vào nguồn lực của chính phủ thì không đủ. Và đặc biệt là chúng ta có một cái tổ chức dẫn dắt lãnh đạo thể thao là Ủy ban Olympic Quốc gia. Nhưng Ủy ban Olympic Quốc gia gần như là không có nguồn tài chính gì để mà có thể để mà đào tạo với nâng cao trình độ vận động viên cả. Họ có một cái sự hỗ trợ của Ủy ban Olympic Quốc tế, vì vậy họ có thể hỗ trợ một phần nào đối với những một số vận động viên ưu tú thôi. Chứ còn tổng thể một cái chiến lược phát triển các môn thể thao và lực lượng thi đấu đỉnh cao là chúng ta rất là khó khăn. Ở trong cái mâu thuẫn này nó tồn tại rất nhiều năm và tôi cho rằng bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Nếu như không có cái con đường ra là phải có một thời kỳ đẩy mạnh xã hội hóa, đẩy mạnh xã hội hóa để mà huy động các cái nguồn lực. Nhưng trong điều kiện của chúng ta, trong giai đoạn các tổ chức xã hội còn chưa mạnh thì cái nguồn lực của chính phủ vẫn là bà đỡ, nhưng phải thúc đẩy để mà thu hút thêm các nguồn lực khác. Chứ hiện nay các chế độ của các vận động viên thì tôi cho rằng là chúng ta không nói tiền thưởng nhé, thắng lợi tiền thưởng nó có nhiều nguồn, các doanh nghiệp, các người yêu mến thể thao hoặc là mức thưởng của chính phủ cũng là lớn, nhưng quan trọng nhất là quá trình chuẩn bị, quá trình huấn luyện, quá trình tham gia các cuộc đấu để có thể lên được lên đỉnh cao, thì cái đó nó phải đẩy mạnh theo cái hướng là huy động nguồn lực của xã hội. Thì tôi cho rằng vấn đề này thuộc về lĩnh vực phải quản lý, và những nhà quản lý trong xây dựng chiến lược và những người hoạch định chính sách người ta phải tập trung vào vấn đề này. Chứ còn hiện nay vấn đề này chưa được giải quyết. Thì tôi thì có nhiều lần phát biểu có một mong muốn là các vận động viên hy sinh vì Tổ quốc này, vì sự nghiệp thể thao đất nước là cần phải có một cái danh hiệu. Tôi nói rất nhiều lần rồi, họ phải có một cái danh hiệu vinh dự nhà nước. Và tôi được đi dự cái lễ để phong tặng các nghệ sĩ nhân dân, và với các danh hiệu của nhà nước như là vinh dự của nhà nước mà chủ tịch nước trực tiếp, cụ thể là tối nay tại nhà hát lớn là các nghệ sĩ nhân dân mà được đạt danh hiệu của nhà nước là tập hợp nhà hát lớn để chủ tịch nước phong tặng. Nhưng mà thể thao trong rất nhiều thời kỳ
thì lại chưa có. Họ phấn đấu để đưa lá cờ của Tổ quốc trên đấu trường của thế giới, từ khu vực đến châu lục, và Olympic cũng có. Nhưng tất cả những người đạt được cái nhân hiệu ấy, và những người làm nên cái việc kéo cờ ở đấu trường quốc tế ấy, họ không có danh hiệu gì cả. Và nhiều thế hệ, tức là thể thao bây giờ là, thưa các anh, là hơn 76 năm. Và nếu mà thể thao của từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là như thế, nhưng Việt Nam của miền Bắc xã hội chủ nghĩa là từ năm 54 và đất nước thống nhất là 1975. Nhưng tất cả các vận động viên thể thao bây giờ, thí dụ đều có nhà báo thì danh hiệu, thí dụ báo của chúng ta Thông Tấn Xã thì cũng có là cống hiến này. Rồi báo gala cúp chiến thắng của các nhà truyền hình và báo này. Đấy là sự tôn vinh của xã hội. Còn danh hiệu vinh dự nhà nước cho tất cả các vận động viên thể thao hiện nay chưa có. Và tôi đã có kiến nghị rất nhiều lần như vậy, nhưng mà các nhà quản lý thể thao tôi thấy dường như vẫn chưa quan tâm đến những vấn đề này. Chắc chắn tôi vẫn tiếp tục kiến nghị để những người có trách nhiệm có thể quan tâm, để các vận động viên khi người ta phấn đấu, người ta đạt một cái danh hiệu gì đấy, nghệ sĩ nhân dân này, thầy thuốc nhân dân này, nhà giáo nhân dân, bây giờ vận động viên thể thao là cái gì, và có danh hiệu gì không, có được giải thưởng của nhà nước, giải thưởng của Bác Hồ không, thì tất cả những cái đó tôi nghĩ rằng những người có trách nhiệm chắc cần phải quan tâm đến vấn đề này. Và vận động viên người ta, các thế hệ vận động viên người ta cũng trông chờ cái đấy. Chứ còn tiền thưởng thì thưa anh là mỗi một đợt thôi, năm nay anh huy chương vàng được thưởng chứ năm sau có thể anh không huy chương vàng nữa là thôi. Là thôi, đúng không? Có một phải mỗi lúc mà anh vô địch Olympic được đâu. Nhưng khi anh vô địch Olympic, anh được phong một cái danh hiệu của nhà nước. Đó là những điều rất là danh giá. Tôi xin chia sẻ như vậy. Thưa các bạn, SEA Games 32 để lại những câu chuyện truyền cảm hứng sâu sắc, như hai huy chương vàng của vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành được trong vòng 30 phút, hay hình ảnh của nữ vận động viên Campuchia Bu Som Nang vừa chạy vừa khóc dưới trời mưa tầm tã nhưng vẫn kiên trì quyết tâm để về đích. Với thể thao Việt Nam, cái đích cận kề là ASEAN vào tháng 9 tới, với rất nhiều kỳ vọng về sự cải thiện thành tích. Nhưng trên tất cả, chúng ta vẫn đang cần một chiến lược đầu tư cho con người một cách bài bản, hiệu quả thì mới có thể mong có cơ hội ở những sự kiện thể thao lớn hơn. Xin cảm ơn chuyên gia Nguyễn Hồng Minh và nhà báo Minh Chiến đã tham dự buổi trò chuyện với Vietnam Plus ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại các khán giả trong những cuộc trò chuyện sắp tới của Vietnam Plus.